ngàn gió ru, muôn tiếng vang trong tôi tâm mệt. Và kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa buồn thương. Đàn đông vương như bóng ai trong lúc đêm trường. Văn Nghệ Cuối Tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Chắc quý vị cũng nhận ra giai điệu rất quen thuộc bài hát Hận Đồ Bàn của nhạc sĩ Xuân Tiên. Và vào ngày 29 tháng 1 vừa qua, nhạc sĩ Xuân Tiên vừa kỷ niệm 100 tuổi tại Viện Dưỡng Lão Người Việt ở Sydney. Và phần trình bày vừa rồi mà quý vị đang nghe từ ca sĩ Việt Ấn, người đầu tiên trình bày nhạc phẩm này. Người xưa đâu mà khắp thiên cao đứng như buồn sông. Lầu các đồng này thấy chẳng rừng xanh xanh ngọt ngào. Đồ vàng miền Trung đường về đây mau như loan thăm chưa phai dấu. Sương trắng sâu hồi chi hờn căm khó tâm. Kia ngoài Bình Dương đón trường ai nhấp nhổ. Nhạc sĩ Xuân Tiên tên thật là Phạm Xuân Tiên, sinh năm 1921 tại Hà Nội. Ông học nhạc từ năm 6 tuổi và thông thạo khoảng 25 nhạc cụ khác nhau, cả phương Đông lẫn phương Tây, và ông có thể sử dụng hầu hết các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Ông là người điều khiển nhiều dàn nhạc nổi tiếng tại Hà Nội, Nam Định và các đài phát thanh tại Sài Gòn, gồm Đài Pháp Á, Đài Sài Gòn, Đài Mẹ Việt Nam. Từ năm 42, ông đã vào làm việc tại Sài Gòn. Đến năm 1952 thì ông đưa toàn bộ gia đình vào Sài Gòn, và tại đây ông đã phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Ông qua Úc năm 1986 và hiện được chăm sóc tại nhà dưỡng lão AVAX, là viện dưỡng lão người Việt đầu tiên tại New South Wales. Nơi đây có nhân viên người Việt nói tiếng Việt và có phục vụ các thức ăn Việt Nam cho các vị cao niên người Việt đang được chăm sóc tại đây. Trong tình hình COVID, do những quy định khắt khe của viện dưỡng lão mà những cuộc thăm viếng chỉ có thể thực hiện qua điện thoại hoặc video call, tức là gọi điện thoại internet có hình ảnh. Vào sinh nhật 100 tuổi của ông, Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales cùng với một số nhân sĩ trong cộng đồng cũng đã tổ chức một buổi chúc mừng sinh nhật qua video call với nhạc sĩ. Và trong dịp này, Mai Hoa cũng có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Xuân Tiên. Ở tuổi 100, ông vẫn còn rất minh mẫn, nhớ rất rõ những chuyện xưa, những bài hát của mình. Và ông có thể nói chuyện với Mai Hoa trong một cuộc chuyện trò dài gần 20 phút mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Kính mời quý vị lắng nghe. Alo? Alo? Dạ thưa, phải số điện thoại của nhạc sĩ Xuân Tiên không ạ? Dạ rồi đây. Dạ vâng, thưa chào nhạc sĩ, cháu là Mai Hoa từ SBS Việt ngữ. Dạ thưa, gọi điện thoại để chúc mừng sinh nhật 100 tuổi của nhạc sĩ. Dạ. Dạ thưa, cái mừng không biết dùng cái từ gì, thượng thọ hay đại thọ là rất là thọ. Dạ thưa, ở cái tuổi 100, nhạc sĩ có thể cho thính giả và những người ái mộ biết là tình hình sức khỏe của ông như thế nào và cái sinh hoạt hàng ngày của ông ra sao thưa nhạc sĩ? Dạ, cảm ơn bà. Nhờ trời tôi thì hồi xưa tôi tập thể dục nhiều, thành ra đến bây giờ nó cũng còn lại cái sức khỏe một chút, và lại hiện bây giờ tôi vẫn còn thể dục nhỏ nhẹ nhẹ để mà lưu thông máu huyết đó. Dạ. Thành ra cũng dạ, thành ra cũng phải giữ cố giữ cái sức khỏe. Dạ thưa, nhân sinh nhật 100 tuổi của mình, nhạc sĩ có thể nói vài lời với những người ái mộ và những người yêu những cái bài hát khúc hát ân tình Đường Lên Non, Hận Đồ Bàn, những các tín giả đã nghe nhạc của ông thưa ông? Dạ, tôi sáng tác rất nhiều bản chứ không phải mấy bản đó, những bản đó là những người ta thích hát nhiều mà thôi, còn tôi làm tới hơn 100 bản nhạc. Dạ. Cái nhạc của tôi thì nó hơi khác người ta một chút xíu, nhưng mà nó không có loại nhạc về tình đôi lứa nhiều, chỉ một chút thôi. Còn thì những tác giả khác thì hướng về cái nhạc đôi lứa nhiều cho nên được phổ thông, được phổ biến nhiều. Còn nhạc tôi thì hơi khó hát chút và mỗi bản nhạc nó khác nhau. Dạ. Những cái người yêu nhạc đều nhận thấy rằng là trong cái những cái bài hát của nhạc sĩ Xuân Tiên đều ẩn chứa rất là nhiều những cái giai điệu của dân tộc ở trong đó, nhưng mà người ta không thể nói được nó là cái giai điệu nào, nhưng mà nó rất là dân tộc, nó rất là Việt Nam. Đúng vậy, đúng vậy. Tại vì
Dạ thưa thế này, tôi đi cả khắp cả nước Việt Nam, xong mình đi đi đến đâu cũng là nghiên cứu về những cái giai điệu của những cái địa phương đó. Thành em nghiên cứu tất cả các nơi trong nước Việt Nam, thành nhắm về cái nhạc dân tộc nhiều, mỗi miền nó mỗi một cái giai điệu hơi khác nhau. Thành ra tôi cũng cũng dạy cũng nghiên cứu từng từng miền một, là thí dụ như là khúc Khai Ân Tình chẳng hạn, tôi nói ví dụ thế, nghe biết là bác nhưng mà không biết là bài nào cả, Dạ bởi đúng vì rồi. rồi rồi loại Duyên Tình cũng là bắt mà cũng không biết là nó thuộc về loại nào cả, nhưng chỉ biết là nó Việt Nam mà thôi, đại Dạ. khái thế, mỗi bài một khác. Dưới biển mà trên non Tiên do Thu Hà trình bày. Nếu mà mỗi tác giả một kiểu loại một kiểu ấy, thì người ta nghe mãi thì người ta chán. Cho nên tôi cứ hay hay tìm những cái mỗi bài một điệu khác nhau, mỗi bài một một cái âm điệu khác nhau. Có lẽ vì thời trẻ thì nhạc sĩ Xuân Tiên đã có dịp đi khắp đất nước Việt Nam và ông chơi được rất là nhiều nhạc cụ. Chính vì vậy mà ông đã biết cách để mà lẫy vào được những cái đặc điểm, những cái đặc sắc nhất của những làn điệu Việt Nam, và vừa tôn vinh những cái làn điệu Việt Nam mà vừa làm lấy cái đó để mà làm của riêng của mình. Thành ra những cái bài hát của nhạc sĩ rất là độc đáo, người ta nghe thấy rất là Việt Nam mà không biết là nó điệu gì. Nói chung là nó Việt Nam nhưng mà tôi lồng vào cái thể các cái thể điệu Âu Mỹ. Thí dụ tôi nói thí dụ như là tôi thì tôi học về nhạc jazz, mới đi học về nhạc nhạc nhảy đấy, dancer đấy, thì các cái thể điệu tôi nhiễm vô những thể điệu của Việt Nam nó nghèo lắm. Việt Nam nghèo nghèo thể điệu lắm, tại nên tôi lồng vào đó trong 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 những cái bài của tôi lồng vào những cái điệu mambo, geraca, bayao hay là bi này này kia, tôi lồng các cái thể điệu đó vào, tại nghe nó hơi khác 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 những cái nhạc của mình một tí. Thành ra tôi 6-7 năm nay nó đến bây giờ người ta còn thích, là bởi vì tôi đã đi đi trước cái là ở các cái thể điệu như thế. Nhạc sĩ Xuân Tiên là một trong những người Việt Nam đầu tiên chơi nhạc jazz mà là được ở trong một cái ban nhạc jazz của người nước ngoài và được cái ông trưởng đoàn nhạc jazz rất là nể, đúng không ạ? Tôi thì đúng ra là từ xưa nay á, tôi học nhạc thì tôi học cả sáng tác này kia từ 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 nhỏ, nhưng mà chỉ có sáng tác cái lúc lúc 40 tuổi thì có sáng tác một vài bài, nhưng mà không ai biết tên tuổi tôi là thằng nào cả, không biết là ai cả, nó không phổ biến được. Mà lúc bây giờ Đài Phát Thanh ở Hà Nội đó cũng chỉ có phát thanh ở những cái bài nào người ta tính giảng người ta thích hát mà thôi, còn tôi lúc bây giờ có đưa bản nhạc lên cũng chẳng ai thèm hát, rồi chẳng có tên tuổi gì cả. Thế sau tôi bỏ một thời gian tôi không sáng tác, về sau tôi vào Sài Gòn đó thì ông Ngọc Bích mới thấy tôi có những bản nhạc hay, rồi mới đòi hợp tác với tôi làm như cho bài cho cái Mai chẳng hạn này, là nhạc nhạc của tôi có lời, nhưng mà tôi nhờ Ngọc Bích mới bỏ cái lời của tôi đi. Ngọc Bích làm lời của Ngọc Bích tất cả cái bài chỉ chờ một cái mai đó,
là để Ngọc Ngọc Bích bán, tại vì đây Ngọc Bích còn còn thiếu tiền ở nhà bản quyền, ở nhà xuất bản á, thế thành ra nó đưa đưa bài đó vô để chữ 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 nợ thế thành ra ông ấy phải phải làm lời để có tên Ngọc Bích trong đó, thì ông ấy dạ thành ra tôi với Ngọc Bích làm chung, Ngọc Bích làm cái bài chờ mấy cái mai cái làm lời hay lắm. Ngoài trời u ám mưa rơi hắt lác mờ bóng xót xa ngân trong cung đàn ngày vui năm xưa đâu còn giờ một ngày nào xa nhau hẹn cùng trăng ước nhớ câu hẹn ước nhớ khi chia tay đôi đường lòng còn vương vấn lạnh lùng ngày ngày năm tháng dần dần phai úa nỗi thương niềm nhớ chắc ai quên câu mong chờ hẹn nhau dưới ánh sao mờ. Dù người xa cách nhau còn tha thiết nhưng khi chiều vắng nhớ trăng đêm nào đôi lòng hòa tiếng tơ vàng chiều buồn về nhạc dần ý thơ cũng đang nhớ nhung lời thề xưa. Quý vị vừa nghe Chờ Một Kiếp Mai của nhạc sĩ Xuân Tiên do ca sĩ Quang Ngọc trình bày. Dạ thưa, trong những cái sáng tác của nhạc sĩ thì bài nào mà mang âm hưởng jazz rõ nhất thưa nhạc sĩ? Một số thôi, cũng có một số thôi. Ví dụ như là tôi nói chỉ một vài bài thôi, chứ dưới tên nó nhiều lắm. Ví dụ như là bài Dân Nắng chẳng hạn này, đó. Cái lúc nhạc thì nhạc solo, thế nhưng mà tôi làm cái kiểu là nhạc jazz, rồi đổi những cái accord, đổi những cái giai điệu ở trong đó một chút xíu. Đại khái nó đổi một chút xíu thôi chứ không hẳn là nhạc jazz, làm thế là nó lai căng nó kỳ lắm. Dạ đúng thành rồi. Nhà tôi cũng thành nhà tôi cũng là tuy là người, cái lối thì cái lối nhạc jazz truyền thể nhưng mà vẫn là nghe vẫn là Việt Nam. Kính mời quý vị nghe bài Dân Nắng của nhạc sĩ Xuân Tiên do Lê Xuân Hưng trình bày. Nhạc sĩ sản xuất ở Sydney vào sinh nhật của ông ạ. Năm ông vào sinh nhật 85 tuổi. Tôi thấy thời buổi này cái sáng tác của Việt Nam nó hơi nghèo. Thành ra họ chỉ làm một lối thôi mà một đúng ra thì họ không được học kỹ về 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 nhạc Âu Mỹ, thành ra họ làm lối tự nhiên của họ thôi, nhất là những cái bản nhạc tôi nói số đông những bản nhạc chứ không phải tất cả, một số đông bản nhạc bây giờ nó không 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 có cái giai điệu mấy, ít ít giai điệu lắm, tức là cái melody đó ít rất ít bài bài có. Thành ra cái bản nhạc nghe nó chỉ nghe qua một lần chứ người ta không ít ít thuộc, là bởi vì nó không ít có cái melody, ít có cái giai điệu. Còn tôi thì tôi chỉ có chuyên về giai điệu mà thôi, tức là thí dụ như cái bản nhạc của tôi bây giờ biết bất kể bài nào, bỏ bỏ cái lời đi,
nhà cái nhà không nó nó ra một tòa nhà đàng hoàng, yeah. Đó cũng không có lăng nhăng đó, yeah. Tôi thì chú trọng về cái giai điệu của bài nhạc là như thế. Yeah. Ví dụ tôi làm cái bài Đường Lên Non, Đường Lên Non là vì thế này, cái đầu đề là Đường Lên Non, tức là núi non đó, mà núi non đó thì phải có lên có xuống nó mới thành cái núi đó. Thì cái bản nhạc mình nhìn mà cái bản nhạc không, cái nốt không đó, thì cũng có lên 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 xuống xuống đưa lên 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 xuống xuống thế này. Hay là riêng cái gọi là tiếng Pháp gọi là descending melody, tức là cái giai điệu nó đã có lên có xuống rồi. Thành ra nhìn vào cái bài nhạc không cũng đã thấy núi non rồi, yeah. Vì thế là cho nên nó khác hẳn các cái bài nhạc khác về việc người ta chỉ nghe không thôi, chứ lần tôi nhìn vào bài nhạc cũng thấy là cao cao thấp thấp, thì cái lời tôi cũng làm nói cao cao thấp thấp lên lên xuống xuống thành cái bài nhạc Đường Lên Non. Kính mời quý vị nghe Đường Lên Non của nhạc sĩ Xuân Tiên qua phần trình bày của Trần Thái Hòa và Thế Sơn từ album của Trung Tâm Thúy Nga. Đường lên non thì cao, tình yêu nước nung nấu, giọt sương hay hạt châu, dòng sông in ngàn sao, lấy trời làm màn, đất rừng làm giường, thay đèn bằng màu ánh trăng. Sông ngân mộng say, nhìn con suối êm ái, đời ngưu lang là đây, đường ta đi là đây, gió ngàn là hồn, suối rừng là nguồn, ta hòa nhịp nơi ngàn phương. Ta yêu nước ta, ta yêu nước ta, ta yêu muôn đóa hoa, ta yêu muôn đóa hoa, ta đây vui trong tiếng ca, ta đây vui trong tiếng ca, vang lên bao câu hát thiết tha, vang lên bao câu hát thiết tha, với những tiếng hát hòa điệu nhịp nhàng, với những tiếng hát hòa điệu nhịp nhàng. Khi ban mai đi và nhiều chiều tà, khi ban mai đi và nhiều chiều tà, vui muôn vui cùng vui là vui. Đường lên non thì cao, tình yêu nước. Vào cái lần sinh nhật 98 tuổi của nhạc sĩ thì SBS Việt ngữ có tới thăm nhạc sĩ tại cái viện dưỡng lão người Việt ở Smithfield. Vào thời điểm đó, nhạc sĩ Xuân Tiên vẫn còn có thể thổi sáo được cho mọi người mà một cái bài hoàn chỉnh thì rất là nể. Mà lúc đó rất là nể thưa nhạc sĩ. Dạ 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 dạ. Tôi bây giờ vẫn còn chơi sáo được, tại vì tôi nghiên cứu về sáo nhiều lắm. Tôi mấy ông anh tôi nghiên cứu về sáo, tôi mấy ông anh tôi nghiên cứu sáo, cải tiến ống sáo cũng để năm cái sáo ở Việt Nam ngày xưa để vào viện bảo tàng ở Việt Nam, yeah. Ở Hà Nội, rồi hai cái sáo để vào Musée de l'Homme, tức là cái viện bảo tàng de l'Homme bên Pháp đó, yeah. Có để hai ống sáo đó là anh em tôi, yeah. Cải tiến ống sáo, yeah. cho nó đủ cung bậc là có đưa vào viện bảo tàng rồi. Thưa anh em tôi. Dạ thưa, trong cái năm Covid này nhạc sĩ chắc là không có dịp để đi ra ngoài nhiều, thành ra những cái người mến mộ ông thì cũng ít có dịp để mà gặp ông ở ngoài, mà cũng không có được vào trong viện dưỡng lão để mà thăm ông nữa. Dạ thưa, với thính giả của khắp nơi thì không biết là lời chúc Tết và cũng như là lời chúc nhân cái sinh nhật 100 tuổi của mình thì nhạc sĩ Xuân Tiên gửi gắm gì tới quý vị thính giả thưa ông? Tôi thì tôi nghĩ thế này, bây giờ thì tôi lớn tuổi rồi thì cái chuyện sáng tác nó cũng nó chìm đi nhiều, chứ không tuy rằng cũng có thể sáng tác được, nhưng mà ở trong này cũng không tiện sáng tác những cái cảnh trong này, thành nhà tôi cũng không có hứng sáng tác mấy. Là một thì là đối với tôi, thế còn nói chuyện mà thiên hạ đó thì tôi chỉ mong rằng là những cái thế hệ sau này, đàn em của tôi, của chúng tôi thì sáng tác làm sao mà phải mỗi một bản nhạc phải có một cái giai điệu đàng hoàng, chứ đừng có cái lối mà làm một tí lời xong rồi cứ việc mà phổ nhạc vô là bản nhạc,
cái thời gian đó thì tôi thấy như thế thì không được hay lắm. Thành ra tôi chỉ mong rằng những sáng tác của các tác giả sau này đều là phải có cái giai điệu đàng hoàng, mỗi bản nhạc đó phải là đàng hoàng. Đừng có tả về, không phải là không phải là không không tả, nhưng mà tả về tình đôi lứa nhiều quá. Các bạn đã bảo đây, mình xem bây giờ, mình xem người ta biểu diễn trên đài đấy, toàn nhạc tình không à. Nghe nó nghe mãi thì ăn mãi món ngon thì đâu phải chán. Tại nhà tôi nghĩ là đừng nên làm một lối như thế nữa, nên tìm những cái mỗi một bản nhạc một khác, một bản nhạc không một khác, chính một tác giả cũng phải của mình, nó cũng không được giống nhau, chứ đừng nói gì bắt chước của người ta. Thế tôi mong rằng những nhạc sĩ sau này, nghĩa là phải tìm tòi những cái hay của thế giới để mình học hỏi thêm những cái gì mà mình thiếu sót rồi, nhưng mà vẫn dù sao cũng phải tìm cái dân tộc tính ở trong đó. Thưa cảm ơn nhạc sĩ Xuân Tiên rất là nhiều, và chúc ở sinh nhật 100 tuổi của ông thật là nhiều niềm vui, thật là sức khỏe dồi dào, và chúc những ngày tháng của ông là mỗi ngày là một ngày tiên, thưa ông. Dạ xin cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ tôi cũng cố gắng, tại vì nói cho đúng ra cái tuổi này thì nó như là đèn chiều trước gió đấy, nghĩa là nó tắt đi lúc nào không biết. Thế thành ra mình cũng phải cố giữ sức khỏe để được ngày nào vui ngày đó. Sống ngày nào mà nó phải khỏe mạnh, chứ sống mà nó eo uột thì cũng không nên sống. Sống nó phải khỏe mạnh một chút để là mới được. Cảm ơn, dạ cảm ơn cô nhiều lắm. Và bài hát Khúc Hát Ân Tình do nhóm nữ Thúy Nga Paris trình bày cũng kết thúc chương trình Văn Nghệ Cuối Tuần mừng sinh nhật 100 tuổi của nhạc sĩ Xuân Tiên. Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Từ phương Bắc đã qua dòng sông sông dài, tìm đến phương này một nhà thân ai. Tình Bắc xuyên Nam là xuyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say môi hồng, tình ngát đôi lòng mong vàng chung bóng. Ơi mạch đất dâng hương là hương, cần lắm chung đời vai sát vai, bàn tay thương yêu nhau rồi ngóng khoai hai mùa ngắn một niềm vui chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười quê hương thôi đau sâu ngàn sông núi cánh chia ta đem yêu thương về cho phương Bắc. Vượt hoa thắm hái bông tầm xuân trao nàng lời hát ân tình hồng hồng đôi.